cô bác anh chị rất nhiều. Dạ. Bữa nay thì Phong cũng dẫn anh Lâm đi thăm những cái hoàn cảnh đó, thì bây giờ về tới nhà cũng quá chật phia luôn của bác anh chị. Mà ở nhà ở đây có bác gái với có bà xã của ảnh đang làm đồ ăn, toàn món ngon không à. Thì Phong cũng muốn ghi chút ít hình ảnh để gửi đến những ông bà cô bác xem video của Phong nha. Thì trước nhất thì Phong cũng muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những ông bà, cô bác, anh chị em đã luôn yêu thương gia đình của Phong và luôn theo dõi những video của gia đình Phong luôn nha. Này là cảnh cái gian bếp. Đây là một cái người cô rất là dễ thương. Đây là cô làm sao với anh Lâm nữa cô? Là bác hai. Bác hai. Nãy mới vô tưởng đâu mẹ không ạ? Còn đây bà cô, xã. Cô, bà xã. Còn đây bà xã của anh Lâm. Còn này cũng cô luôn. Còn đây là nhân vật chính. Chào tất cả mọi người. Anh làm quá trời món luôn. Đây có món gỏi, lỗ tai heo. Thì ở đây có này khìa, lòng khìa hả cô? Ruột khìa. Sáng giờ hai anh em đi là chưa ăn gì luôn cô bác anh chị. Sáng ăn sáng à. Đói mà nãy anh Lâm nó chạy về đại đi dung quá. Còn này món gà. Gà nấu với thơm. Dạ, gà nấu với thơm. Ừ. Anh nhà nói anh Lâm anh chầm rẫy dữ lắm, bữa nay xuống mà tối thui. Nay bán đồ nhiều không vậy? Dễ dạ. Mới khởi nha. Rồi tính chưa Lâm? Rồi. Lâm nói ở không không xuống phụ làm với ảnh, anh trả tiền công. Trả lương hả Lâm? Ok. Không quá nóng. Này nóng rồi. Trả nóng rồi. Này phải bỏ vô dĩa không rồi. Ủa, anh Lâm hai đứa con luôn hả Lâm? Ba luôn. Ba luôn. Dạ. Có bé áo đỏ này thôi. Có, còn hai đứa gái bự đi dạ. Đi học dạ. Còn bé áo xanh là cháu nội của cô. Dạ. Sẵn ghé nhà chơi làm video kỷ niệm gia đình. Khi nào nhớ thì lấy ra xem. Thôi, thấy chiếc xe đi bán là ngon luôn á Lâm. Rồi, đi bán xe này em chở hả? Đi bán dạ. Bữa nào lại sớm quay mới đẹp. Đây có trái mít bự quá. Trái mít này xong đèn hết ta Lâm. Này được hai trái. Ở trên đây có một trái bự nè ông bà cô bác ơi. 1, 2, 3 và trái với cái bông đèn. Đây, nhà của anh Lâm anh cũng đang kiếm tiền chuẩn bị cất cái nhà mới của bác anh chị. Nãy nghe anh nói là điện điện bạn bè xuống để chơi. Đây, không biết mời bao nhiêu khách đây mà ghế quá trời luôn. Nay thì anh Lâm ảnh hùng mồi, Phong hùng hùng bia. Anh Lâm. Ok. Sáng nhìn anh mát. Nó còn gặp gần đó anh. Bạn anh chưa mà sao chưa thấy người nào tới à? Mình về trễ quá chắc anh về hết luôn rồi. Hãy hứa bạn bè ảnh là về giúp cuộc hai anh em đi tới tối luôn. Đó. Để Phong mở đèn cho nó sáng lên cho ông bà cô bác xem. Nhìn hấp dẫn ghê luôn. Ở đây có lỗ tai heo. Dĩa lỗ tai heo rồi về dĩa ruột khìa. Ở đây lỗ tai heo làm gỏi. Ở đây có gà, có nguyên ổ huyết nhìn hấp dẫn ghê. Sao có mấy không biết bao nhiêu người mà anh Lâm làm sao quá trời món luôn. Có 4 người nè. Này còn không có 4 người mà làm như đây đây. À, hôm nay Phong không có xuống nhà anh Lâm chứ thật sự mà chỗ mà Phong chạy đến đây là chỉ có 15 phút mà. Bây giờ đợi bạn anh Lâm nó vô mới nhập tiền.
Ủa này cái gì trong đây mà đậy kính lên Lâm? Phân á, phân hầm thì đó em chỉ anh là nó phân cúc á. Ờ, phân cúc hả? Mua đi cầu tàng á. Anh mua ở đây nhiêu bao? Trả vô tới nhà là 70. 70 ngàn? Mắc. Em mua cho anh nay là 60 rồi đó. Lúc trước có 50 à? 50 là, à đúng rồi, thảm anh cũng mua 50 nữa. Rồi cái trả vô tính ra 60. Bây giờ nó nói nay là 70, được rồi, được thôi. Anh trồng ngoài gốc ở đây hả? Từ đây là dài đâu tới. Dạ. Cú đất anh là gần tới cái đàn nắng á. Trời ơi, trời xa dữ vậy. Ừ, thục lại chút. Anh trọng trên đây là bao nhiêu công anh Lâm? 5.000 m². 5 công đất. 5 công đất. Trời ơi. Còn cách đây nhà của anh với đây còn 3 công nữa. Vậy hàng chim mướn người vô quá trời phải rồi. Đúng rồi. Đây là dưới là 5.000. Còn với đường ngoài đây là cũng nhiều ở đây luôn, còn 3.000 nữa. À. Là anh bán là có người chở tới chỗ luôn ha. Đúng tới rồi. Chỗ lấy luôn. Người ta lại tới nhà mình, người ta chở. Căn nhà của anh đây. Ủa anh Lâm đây anh biết đánh nhạc không mà sao lo quá trời anh Lâm? À mở lên mặt mở đây mà. Hả? Ở bên điện thoại mình. Điện thoại hả? Thôi anh nói chơi men. Ở nhà mà anh chơi cái lo gì khủng khiếp vậy? Ở nhà lo không à? Đây cũng lo này, đây lo đó nè. Trời này anh dập chắc mấy nhà xung quanh chắc banh nóc hết luôn á. Sao lo? Dạ. Hai men. Nhà này, nhà này chắc anh cất cũng lâu lắm ha Lâm ơi. 590. 590. Ừ. Trời ơi. Em 88. 590 là nhà này nè. À. Mà chưa làm lại. Nhưng mà cái gối này nó mát lắm anh. Mát lắm. Mát rượi luôn á. Cái hồi xưa cây này nay 30 năm ngoài. Rồi hai đứa con của anh là đang đâu rồi? Chứ đó, đi sao á? Đứa gái á. Đứa gái sao nè? Không sao không thấy. Nè em thấy có mấy đứa con trai không ạ? À? Đó. Chú nữa đâu. U. Giá này nhiêu tuổi anh Lâm? 14-15 vậy á. 14-15 rồi. Con tên gì vậy con? Tên Trâm hả? Ngọc Trâm. Trời ơi, bé gái mắc cỡ quá anh Lâm, dạng nhiều bé gái mắc cỡ bé nhiều. 14-15 tuổi rồi, còn đứa kia đứa nhỏ lớn anh? Lớn nha, học ở lớp 11-12 rồi. Thầy ơi 16-17 rồi. 16-17 tuổi rồi. Mà chuẩn bị ngồi xuôi rồi. Nếu mà 20 tuổi thì chắc chơi định nay có trong ngoại rồi đó. Dạ, trời ơi. Đây hồi nãy quên, mới đầu nãy Phong cũng quên giới thiệu đây là anh Lâm. Là một cái người anh của Phong là xem cái kênh YouTube từ ngày giống như ngày đầu tiên tới nay luôn á. Anh rất là thương, xem ủng hộ. Dạ, cảm ơn người. Vừa làm dao cuốc đất mà vừa xem luôn. Hồi bữa bị bán vốn là lạc dao ẩu quá. Do xem, tập trung xem dữ quá. Trời ơi, con bé nó cười kìa. Hầu đồng hả miệng nha coi. Hả miệng coi coi có cái răng nữa. Bé trai này con anh luôn, còn bé gái nữa, bé gái lớn nữa. Tổng cộng 3 đứa luôn. Dạ. Rồi chút để em quay bé luôn. Để cho gia đình mình làm kỷ niệm nha. Không để khách anh tới luôn đi chị. Ủa đây còn ăn không cô? Thấy đem chả muốn hết luôn rồi. Này, hôm nay xin tiết lộ luôn là sinh nhật của anh Lâm. Sinh nhật anh Lâm với bà xã. Làm hai mâm, một mâm trên, mâm dưới đây nữa. Cô nhà gần đây không con? Gần. Dạ, sát bên. Sát bên đây nè, mới giờ. Cô có qua lặt dao phụ không cô? Có, dạ. Mới giờ nè. Lặt dao với anh Lâm có trả lương con? Hai biết trời, đó, trời ơi, có chứ mà sao ngập ngừng quá vậy? Trả, trả công thôi, không dạ. Phụ mình giờ mình sẽ lại nó thôi. Dạ, vậy là dưới quê mình là chèn phụ công thôi. Đây là cô cuốn bánh tráng cho bé áo xanh nè, cháu nội đây. Đang hai đứa đang nghiên cứu chương trình game. Dạ. Trình độ nước mắm cho mình đó con, bo. Chăm cuốn đi chăm. Bé học lớp mấy? Học lớp mấy rồi con? Lớp 10. Lớp 10 rồi. Nè. Hay như con chú Phong. Xíu. Còn em mới có 6 tuổi mấy, học lớp 1. Trai hay gái? Dạ anh trai, một đứa anh trai, một thằng trai, hai đứa con gái. Ba đứa hả? Dạ con ba đứa, cũng ngang ngửa ảnh mà nó nhỏ hơn. Dạ dạ. Một thằng trai, hai đứa con gái, mình ngon rồi, ok rồi.
này, ở dưới quê nhà của anh giống như nhà bên em quá, em giống nhà anh quá. Nhìn lắm đôi bụng dữ lắm rồi chấp chấp môi hoài. 10 giờ quá ăn có một cửa sáng rồi hả? Đi đi lên trên đi, thôi đợi bạn anh đi, điện bạn anh coi sắp tới chưa. Trời, mình về trễ quá nó về luôn rồi, tao nói điện không bắt máy là đi tới nhà kiếm á. Dạ thôi đi nè. Nhà mình có mấy người không, lên ngồi ăn luôn cô. Ủa này dịch có trứng ở trong bụng luôn á cô. Dạ dạ đẻ luôn. Đẻ mới bắt cà đẻ mặn luôn rồi. Em trai luôn, em kết nghĩa luôn á. Trời ơi. Con gà đang đẻ mà anh làm. Đẻ luôn đó, có trứng đó. Anh làm gì là chết rồi. Hai trứng nè, hai trứng luôn. Trời, ưu tiên cho bé. Trời. Ưu tiên hai trứng luôn. Mở đèn ra cho mắt. Mở gà đẻ luôn á. Đó. Trời nhìn. Cô ăn không qua mà phải đẻ. Nhìn người cô sao phúc hậu ghê. Rồi mấy con ăn tự nhiên đi cô. Con như không có con đi. Dạ, nước gì anh? Trời ơi, nghe nói anh giới thiệu anh uống vụ lắm, tưởng đồ vụ thuốc. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Để cho quay lên đi, vài bữa má mở điện thoại là má coi cái gì. Ừ, giờ thấy cô cuốn là giọng hấp dẫn quá. Quay hấp dẫn quá. Dạ. Quay hấp dẫn luôn, hấp dẫn luôn. Hả? Quay cho con bả Mỹ lận coi. Nhà cô có người con bên Mỹ nữa hả? Có Mỹ Lộc. Dạ Mỹ Lộc. Mỹ Lộc. Quay cho ai ở xa lần nữa. Ôi giới thiệu để ta đi quay phim giới thiệu ta. Dạ. Yeah. Cô chú anh chị thấy ở dưới quê Phong á là bà con ai cũng chân chất thiệt tình hết trơn. Miền Tây là vậy. Dạ, con chịch lên ngay chỗ gần Gò Đen á con. Gần Gò Đen con cũng trồng dễ. Thế bên này xới đất mà chưa trồng lại không? À, con trồng hẹ, hẹ với cải xanh, cải bèo, cải xà lách. Dạ, con nó nằm ngay cái khu mà Phước Toàn Long Hiệp đó cô. Vô biết nhà để ít năm nữa rồi cưới hỏi dưới nhà anh Lâm em con xuống. Dạ. Nghe cô cắn mà nghe rớp rớp luôn à. Chúng lỗ tai heo nghe rớp rớp. Bé gái không ăn đi con. Ừ, mắc cỡ nữa hả? Trời ơi. Dòm gương mặt giống như anh Lâm y thịt luôn á. Giống anh rồi, giống một xóm mà chết luôn á. Thấy cô chú anh chị mà xem những cái nick mà bình luận trên YouTube á là Nguyễn Thanh Lâm á, là anh Lâm ở đây nè cô bác anh chị. À, những cô bác nào xem video của Phong là Phong sẽ ghé những cô bác luôn để ghi hình. Bé nhìn nè, nhìn nè, cho lên luôn, lên luôn, cho lên luôn. Ở nhà khỏi cần lau nhà, có bé này lợi qua lau sạch rồi nè. Mắc cỡ, bé mắc cỡ. Thấy chú Phong ghẹo ghê chưa? Đây con còn mắc cỡ á, chứ bình thường chú Phong ghẹo ghê lắm á nha. Thôi như đây thôi nha, thử nó không như vậy. Nè, mắc cỡ lắm nấp luôn. Mắc cỡ lắm. Bé nhiêu tuổi rồi con? Dạ bé xanh, áo xanh á. Mấy tuổi con trả lời chú nghe hả? Hả? Mấy tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi rồi. Con cũng cho nó ăn bát, nó ăn bút không vậy?
Cơm sôi ép thịt nó ăn đang muốn không vậy? Không trời ơi anh Long có chiếc xe gì mô tô lão anh Long. Bữa nào anh qua đây chạy xe đó đó. Dạ. chiếc xe mà không thấy dây sên vậy chứ vậy? Dạ. Xe đập điện hả chị? Lạ quá, nhìn là lạ ghê, nhỏ lớn mới thấy xe đạp luôn, kiểu vậy luôn á. Bữa nào muốn đi đi người đó anh cho mở. Dạ. Yeah. Thôi để Trúc ăn luôn cô. Cái nhầm khi bạn bè vô gia cái. Dạ thôi được từ từ. Đói bụng Trúc ăn nhiều một chút. Sao nó tới chứ? Nó nhớ lòng ăn rồi sao? Cái gì? Hôm nay bán gì vậy chị? Bán ngồi dí. Ngồi dí. Này được nhiêu ký vậy? 25 ngàn. Bên em có lúc bán có 8 ngàn ký anh Lâm. Có đủ giá hết luôn. Có chuyện sao má nó đi dưới nhà đó rồi các bạn. Đây mấy con này với mày. Mà vậy. Ừ. Chào con nha, đi học mới về con. Dạ. Chào chú với con. Chào cô bác đi con. Trời. 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 Tưởng đâu mang dép mà vốn cuộc đứng chân không còn cao hơn mình luôn. Trời con giống cha mà. Anh Lâm cao mà con gái cũng cao nữa. Trời, ngồi xuống ăn luôn đi con. Chào cô bác ai đi con. Nó không có chào. Có bị cận luôn hả Lâm? Có chứ. Hồi nhà hồi đó con coi coi nó coi. Trời đâu có ngờ mà con của anh mà bự với mà lớn rồi nè, 17 18 tuổi hết trơn rồi. Năm tới nữa. Dạ. Chuẩn bị là có thiệp nữa rồi. Mà chú qua. Đấy, con gái nhanh lớn quá. Ở em có hai đứa con gái vài năm nữa cũng ngon. Hai đứa con gái đầu lòng hả? Dạ, hai đứa con gái sau con trai đầu lòng. Rồi con bé trai này không ăn nữa hả con? Ừ? Đi kiếm gì nữa đây? Nay đi tới nhà mà anh Lâm anh cười mỉm mỉm hoài. Có chuyện gì không cười hoài anh? Đói. Đói cười. Đúng ra anh Lâm cũng mắc cỡ nè, ảnh quay ảnh cái ông đi chỗ khác. Nhưng mà lên YouTube anh ghẹo con gái dữ lắm à. Nhưng mà ghẹo ai à. Vô ăn đi con làm gì vậy? Cỡ hả? Anh ngồi luôn anh, nãy giờ anh chờ anh tới. Đây, đây, đây. Dạ. Đông quá không mình gồm cầm mi tiêm nè lên ngồi ăn luôn. Anh đi sao rồi còn rất. Rồi anh ngồi để xuống em chào khán giả em lên lên ngồi chung luôn. Rồi, anh này anh trai em của anh Lâm hả? Em. Dạ. Cũng gần đây luôn hay sao anh? Chào nha gần. Dạ. Ở gần Cần Giuộc. Ở Cần Giuộc. Dạ. Thì chắc cũng sát bên anh hai lía luôn hả anh? Anh bên đây còn dạ. Bên đây. Thôi anh ấy em xuống chào khán giả. Phong Nguyễn chào ông bà cô bác nha. Hồi nãy giờ thì Phong cũng đi tới nhà của anh Lâm. Trước nhất là thăm những cái người cô, thăm vợ chồng của anh và những đứa cháu. Thì cũng chuẩn bị là dùng những cái món ngon trong gia đình này. Thì Phong cũng cảm ơn ông bà cô bác đã nhín chút thời gian để xem đoạn video ngắn của gia đình của anh Lâm đây, cũng dành sự yêu thương cho Phong. Thì thôi thì Phong chắc tạm thời khép cái phần video để lên để anh Lâm ngồi chở anh ăn hết của bác anh chị ơi. Rồi thôi đại gia đình mình chào ông bà cô bác luôn nha. Chào. Rồi còn bé gái nè, bé lớn chào ông bà luôn đi con. Có bạn trai chưa? Rồi hả? Trời hèn chi thấy cười mỉm mỉm hoài biết rồi. Rồi chúc cho con học giỏi, rồi con đường phía trước luôn thuận lợi nha, cố gắng lên nha. Ừ, còn bé gái này cũng vẫn vậy luôn.
đừng có mắc cỡ nhiều quá nha. Rồi thôi chào ông bà cô bác, hẹn ông bà cô bác trong những đoạn video tiếp theo. Rồi. Ủa quên bé Hậu Xanh chưa chào ông bà nữa con. Bye bye, bye bye, bye bye ông bà. Hậu Xanh với Hậu Cam nè. Rồi. Rồi quá dễ thương luôn.